Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào các bạn nha. Thì trên tay mình hiện tại đang là hai khẩu súng nước đồ chơi. Hôm nay mấy anh em mình sẽ có một cuộc đại chiến súng nước giữa hai thanh niên Khang Không Khí và Ngoan Làm Hồ nè. Người nào thắng sẽ được 100k. Người nào thua sẽ xách dép đi về. Không về mày. Không về. Rồi không chần chờ nữa, ở đây mình có hai cây súng, một cây màu xanh lá cây, một cây màu xanh nước biển. Rồi thanh niên chọn cây nào? Hai thanh niên. Em cây này. Em cây này. Em cây này. Thôi, bình tĩnh. Gãy tay anh. Rồi hai thanh niên đều chọn cây bự. Vậy thì mình sẽ cho bốc thăm để cho công bằng nha các bạn. Thì trên tay mình có hai lá thăm, một lá số 1 và một lá số 2. Ai bốc trúng lá số 1 thì được cây súng to, ai bốc trúng lá số 2 thì được cây súng nhỏ màu xanh lá cây. Rồi ai bốc trước đây? Thôi nhờ em bé bốc trước anh coi. Đây mời em bé. Nhìn đây. Chú máy. Đây. Chú máy. Rồi nhìn chú máy rồi. Xin chúc mừng Khang Không Khí. Khang Không Khí đã được cây súng bự nhất. Rồi, mai em bốc thăm. Thôi anh bé bốc thăm chi. Còn chú hai cũng mà rồi. Chính xác rồi. Vậy thì Ngoan Làm Hồ sẽ sử dụng em súng nhỏ nha các bạn. Súng lực lượng. Không sao, em mà súng nhỏ em thắng được nè. Này non, này là súng nhỏ. Ê, giỡn gì đây con, súng sợ nha. Lá mày, tao không có súng nha mày. Em cũng có súng nha. Thôi, cây súng nước thôi mà làm căng quá. Rồi tiếp theo thì luật chơi như thế này. Thì luật chơi như sau, ở đây mình có hai bản tên, một bản tên là Ngoan và một bản tên là Khang. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ dán vào sau lưng của từng người. Đây, Khang. Đây. Dán tên của Khang vào. Như đây nghe. Ừ. Ok. Rồi tiếp theo là Ngoan Làm Hồ. Đây, đem dán cho. Dán nha anh trai. Ok. Rồi Ngoan. Rồi, để anh kiểm tra cho. Rồi, ok. Rồi hai đứa quay lưng lại đi. Rồi. Đây thì hai thanh niên là có hai bản tên nha các bạn. Thì chỗ cái bản tên này nè có một cái eo, thì cái eo này rất là nhỏ đó. Nếu như mà nước xâm nhập vào thì có thể nó sẽ đứt ra. Thì thanh niên nào mà bị đứt cái bản tên trước thì thanh niên đó thua, người còn lại sẽ chiến thắng nha. Chiến thủ nào mà bắn gớt cái bản tên của đối phương trước thì sẽ thắng và thắng được 100k. Này toàn chiến thủ phai phai thôi. Rồi bây giờ anh mời hai thanh niên đi vô nạp đạn cho hai cái súng đi. Ok. Ta đã nạp đạn vô cây súng này. Ta đã nạp đạn vào cây súng này. Cuộc chiến của chúng ta bắt đầu. Rồi. Thank you.
Thanh niên khen không khí. Trận đấu tạm dừng. Thanh niên khen không khí đã bị mắc bản tên. Đây. Bản tên của khen không khí đã bị mắc. Rồi. Chi tiền bản tên của khen không khí rồi. Đây anh coi. Bản tên của khen không khí đã bị đứt các bạn ơi. Để thắng nhanh. Đây, đây cái cùi nè. Thằng thắng đã nghiêng về Quán Lâm Hồ. Yeah. Thì trận đấu ngày hôm nay khen không khí đã bại thủ dưới tay của Quán Lâm Hồ rồi. Yeah. Và đây là phần thưởng cho người chiến thắng cuộc thi xúc nước ngày hôm nay. Quán Lâm Hồ. Cảm ơn anh Cạn. Nè cho cưng nè. Chạy luôn. Ok, giờ nếu các bạn thích video này có anh em mình hãy để cho anh em mình một like, một share, một lượt đăng ký để ủng hộ anh em mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.